Vợ chồng miền Tây mến chào đến cô chú anh chị. Thì bữa nay tiếp tục hai vợ chồng nên đi đi chạy đặt chuột chạy đồng tiếp ha cô chú anh chị. Thì hôm mấy bữa nên đặt ở bên cánh bên Đa Phước. Cánh ở bên đó. Cánh bên đó mùa này cũng yếu chuột, bên đó cắt cũng muốn hết rồi. Cũng yếu chuột với đồng nghiệp đánh cũng đông. Rồi bây giờ nên bữa hổm thì có hai ông anh ở Sài Gòn xuống chơi và hai ảnh đi về rồi. Hai chồng nên bắt đầu chạy đồng tiếp ha. Nên cánh này, cái cánh đồng này là hồi lúc nên có đặt hết lần rồi nè. Không biết cô chú anh chị nào còn nhớ không, ở dưới gốc cây còng nè, hai vợ chồng nên dựng trại đó đó, xung quanh có đường mương nước được nè, nên có chăn lưới thì đồ cũng được, nên có đem theo hai tay lưới đây nữa nên dăng. Đặt mấy cái lận, đặt không gai rồi. Ừ, đặt thì kiếm cá này kia ăn là cũng được, cá rô cá phi rồi đó cô chú anh chị. Đó. Đó, bữa nay nên hai chồng nên trụ cánh này ha. Cánh này thì lúa chín hết trơn rồi, nhưng mà cắt thì chừng nào nên chưa biết, không biết chừng nào cắt ha, nên cũng đã có vò đồng trước. Cánh này bên này là bên xã Châu Phong ha cô chú anh chị, cánh bên xã Châu Phong thì nên đặt bên đây đó và xả lên. Bây giờ hai chồng lên chạy còng 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 vô tới chỗ nè, dưới tán cây còng. Bây giờ hai chồng lên sẽ chắc đồ xuống nè, đồ đạc lũ khủ, đồ nấu ăn, rồi mũ dựng trại gặp chuột đó, đồ cũng lên ha. Giờ hai chồng lên sẽ dựng trại ngay trong chỗ này. Rồi bây giờ để nên bỏ đồ xuống, rồi nên kiếm cây, nên dựng trại ha, rồi có gì thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến cô chú anh chị ha. Nãy giờ hai vợ chồng nên cũng nên đi kiếm vòng vòng kiếm cây, đi xin cây cũng ra chứ đây không có cây cô chú anh chị, nhầm chỗ thì nên đi cây một đống, nhầm chỗ không có cái cây nữa, tính lên ghế mấy cây còng, mà mấy cây còng nó có khúc 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 không à. Nên đi xin được mấy cái cây nè, giờ nên dựng lên cái sườn xong rồi, giờ bắt đầu hai vợ chồng nên căng mũ ra dựng cái lều hả cô chú anh chị. Có đó, lấy dây xôi vô, lấy dây xôi vô rồi để bắt đầu cái hai vợ chồng lên căng mũ ra.
Giờ chạy hai vợ chồng nên cũng đã làm xong cái chạy rồi, hai cô chú anh chị. Ở đây có tán cây còng nè. Cây còng còn gọi là cây me tây. Cái hột nó gan thơm, ăn thơm ngon, cũng ngon lắm cô chú anh chị. Cái hột cây me tây này nè. Thì xưa hồi còn nhỏ nhỏ nên nưa hồi đó nên ưa đi lụm hột me tây này nè, về cái cho mẹ nên gan ra cái đầu ăn thơm ngon lắm. Mấy cái trái nè, me tây còn gọi là cây còng đó. Này có cây tán cây này nó mát cũng đỡ. Lúa ở đây thì chín vàng chơi này, thì cắt thì chừng nào nên không biết như nào cắt. Giờ chạy thì nên cũng đã dựng xong rồi, bây giờ cái nên sẽ đem cái lấy cái tay lưới, nên cái là lấy tay lưới xuống ha. Giờ nên lấy cái tay lưới xuống nên dặn đây nè, rồi kiếm cá gô cá này kia rồi đó, lên cái kho hay lại kia rồi làm cơm ăn ha cô chú anh chị. À, rồi giờ để nên lấy lưới xuống bắt đầu dằn ha cô chú anh chị. Mới có huy con rồi, dở lên dở lên. Ủa còn gì đó thì dở lớn lên cơm ăn cô chú anh chị. Nãy dặn nãy bỏ nãy giờ cũng cả tiếng hồ. Bên kia kìa, bên kia có huy con mới dữ. Nó có cá đây. Có không? Có phi không? Chiều mấy chiều lấy cái tay kia đi. Ừ. Đó, có phi không? Hai cá luôn cứng luôn. Kia nó ngớp ngớp quá trời kìa. Cái vì con này chắc có nước làm mồi đặc ếch thôi chứ gì anh. Cái khi mưa lạnh này cũng không có ếch chạy đâu. Trời. Dính cá gì dễ dễ vậy? Được. Vô đàng hoàng nha, tại nó không có chỗ má đó. Cá lóc muối chiên ăn cũng ngon. Ồ rô bự không? Ồ. Vô nữa hả? Có cái tàu để kho. Toàn cá rô phi là nhiều. Rô phi thì ba thiên. Ừ. Có cái gì? Dính bị má chém đó. À. Lúc dân mình đồng hai vụ.
Là tưởng nó dính cái con gắn không. Cắt ngang khúc đó đi. Đây làm tay ngắn tay dài đi. Kệ mấy con, đỡ mấy con ăn. Cái gì không? Gỗ nè anh. Ôi. Câu kiến nhỏ xíu à. Đây. Ủa. Tàu bay. Một con tàu bay. Cái gù phi. Xuống sông. Kiếm cá ăn cũng chua ghê. Hết rồi. Bây giờ mình gỡ mấy con cá ấy trước đi anh ơi. Cho vô mằng ấy đi, gần lá mình gỡ sao. Ừ, có con cá sặc bà. Ừ. Một con cá sặc. Thấy cá sặc nhiều nhiều ha. Nó quanh chua hoặc có sả ớt đồ ăn cũng. Ồ, con cá rô. Hai con cá rô, ba con cá rô, bốn con cá rô. Có con cá sặc, con cá lóc nữa. Đâu rồi? Cá đầu tiên gỡ chua ghê luôn. Gỗ bành lưới hết trơn. Nó bung cái hai cái ngạnh ra. Ừ. Đứng mấy bên đây nè. Ừ. Hai cái ngạnh ra. Nó khó gỡ. Sao nó không sáng không? Xuống đó. Quá trời. Phải dính cái đầu kiến bự. Mà ăn được ha. Ừ. Cái đầu kiến nhỏ này đâu có thật thà đâu. Rửa cá. Rửa rô phi. Rửa cá rô đi. Cái rô cá gì đó. Còn ăn đi. Ừ. Kiếm cá ăn cũng chua ghê. Để mình gỡ ra cái cô chú anh chị, để tiếp anh gỡ đi. Cái gô nhiêu đây là hai chồng mình dư ăn rồi. À, nãy mình gỡ lưới được nhiêu nè cô chú anh chị, được mấy con cá gô. Cái gô phi thả chứ người. Ờ, cái gô phi nhỏ nhỏ không ăn không ngon đâu. Có cá này mấy con cá gô viên, con cá lóc cẩn viên, con cá sặc. Nhiêu đây là hai chồng lên kho đủ ăn rồi. Với ăn với canh đu đủ ha cô chú anh chị. Nãy nên qua bên giường ông anh nè. Xin trái đu đủ qua bên giường mình đó. Giường ông anh bảo xin trái đu đủ về nấu nồi canh. Canh đu đủ ăn với cá kho. Nhiều đây là hai chồng anh nên dư gan này. Nhìn chảo cá kho hấp dẫn không? Gió quá, gió quá. Ừ. Ngoài đồng mà không gió. Phong cảnh đồng ruộng nhìn đẹp cô chú anh chị. Núi đó là núi Sam đó. Nhìn thấy chắc cũng xa lắm. Từ chỗ nền chạy vô đó chắc cũng chục cây hơn. Lúa này thì nên nghe nói vài bữa nó cắt rồi. Nhưng mà chưa biết khi nào thôi. Lúa vàng cháy hết rồi. Chảo có kho hấp dẫn không? Nhiều đây là đủ ăn rồi. Cái gô kho, kho chảo chứ không phải cái gô kho tộ. Không muốn kho tộ, không lấy tộ kho. Cá cũng đã kho xong của chú anh chị. Đó, cá gô kho. Canh đu đủ. Đu đủ nấu canh. Mắm ớt. Đó, nãy giờ bà xã nó đang cúng cơm ha.
bữa cơm ngon, không tốn tiền. Cá thì nên văn lứ, đồ đủ thì nên sinh. Không tốn tiền, chỉ tốn tiền gạo thôi à. Rồi, thì nên mời cô chú anh chị cùng dùng cơm với vợ chồng nên ha. Nên mời cô chú dùng cơm. Mời mẹ dùng cơm. Đủ ngọt chưa? Mời cả nhà ăn cơm, mời bố mẹ ăn cơm. Đủ không? Ngọt ngay à, cô chú kìa. Đúng không? Cứ gô kho chảo. Béo rồi ta. Nhà cái mương này cái gô phi dữ ha. Trước mình đã là trong lưới dính trà luôn một thiên luôn. Mà có khi nhỏ mà. Tôi có phi bự. Lấy tay lưới thừa, tay lưới 6 phần á. Đang kiếm có bận nướng. Sướng quá. Cái ốc mà không thương. Cắn nó chìm luôn. Ăn lại là ngon ha. Cái kho kho ăn đã. Rồi. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng. Nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào cả nhà.